luôn. Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe XDS RX330 được trang bị cấu hình bộ chuyển động Sora, phanh đĩa Shimano. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Chiếc xe khung nhôm sơn nguyên bản. Lớp sơn còn rất là đẹp, chỉ có một vài vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng, cộng với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Đồ nguyên bản chính hãng, xe nhập khẩu nguyên chiếc, tay lắc Sura. Vành XDS cao bản Mayer Novatec, phanh đĩa Shimano, bánh 700C, chuyển động Sora, đủ đĩa Sora, cấu hình rất là cao so với tầm giá 8 triệu. Bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Giờ chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Đồ Sora 9 tầng mít, 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang có giá bán bên em là 8,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn chuông để có được những cái thông báo về những chiếc xe mới bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.